ta. Ngày hôm nay mẹ mất không còn, các con ở xa cho chí ở gần. Con về khăn trắng áo dài, con chịu tang mẹ buổi tối ngày hôm nay. Mẹ ơi, chỉ còn có một đêm nay nữa thôi các con được báo hiếu. Dâng cơm tiễn rượu các con mời, vong linh những hồn mẹ linh thiêng mẹ trở về chứng giám cho tấm lòng của các con, là trai gái rể dâu cùng với các cháu, các chất nội ngoại gần xa. Vậy giờ phút này đây, màn cúng cơm của anh em trong đoàn nhạc thiếu xin được bắt đầu. Rồi hết bao gạo tiền rồi, con cháu không kỳ đẹp cho ông đấy. Thôi được rồi. Cái việc thành tâm này khó bảo lắm. Được rồi đấy. Con cháu không lần lượt đi. Nào ai nhanh chân nhanh tay đâu, bố Hùng đâu rồi? Vừa nãy còn đây đá cho cụ cái chạy đâu rồi? Thắp cho cái đèn vào đây nào. Có gì thì bảo con bảo cháu ông à. Có gì bảo con bảo cháu đấy. Cháu tiếu ra thắp hương cho cụ. Tôi ngày hôm nay cụ mất không còn. Nay lúc cụ sống ở trên đời thì thời bao cấp, thì cũng vất vả vì con vì cháu chưa được đi tham quan các miếu các đền gần xa. Phải rồi. Ây, thế ngày hôm nay đây cụ mất không còn, thì có nhờ chiếc thuyền bát nhã bát để đưa cụ đi tham quan các cảnh các đền. Bác nào ở trong Sài Gòn thì chuẩn bị nhá. Đấy. Thôi trong Sài Gòn thì đi thuyền nó lâu lắm, thôi cho cụ đi máy bay cho nhanh. Đấy. Thế còn các bác ở trên Thái thì cho cụ đi xe buýt cũng được. Có gì thì bảo con bảo cháu, thiếu tiền thì bảo là cụ thiếu tiền, thiếu gạo con cháu kê đệm cho. Thì con cháu lúc cụ sống ở trên đời cho cụ nhiều lắm. Cụ báo rồi. Ây à, cụ mất đi, các con các cháu cứ làm đẹp cho cụ. Thế tôi nạy vong linh nhưng còn cụ. Cái ngày hôm nay các con các cháu báo ân báo đức, thôi thiếu thì cụ cho nằm đố, mà cũ thì cụ cho nằm mới. Nằm mới. Rách thì cụ cho nằm lành. Phải rồi. Có thiếu cái gì cụ sang tay mách bảo cho não nhá. Phải rồi. Đây các đạo quan ơi. Sao? Cụ bảo là thiếu các con trai. Mình thiếu con gái. Phải rồi. Mình thiếu cả con dâu nữa. Đây. Nào, đây để lão khai quang đò để rồi đưa cụ đi tham quan các cảnh nhá. Này đại đại khai chữ kinh minh như nhật, này thượng phá vi trần này thế giới chung, khai quang này mà khai quấy đọa tôi bằng giấy đính đóng nghĩ bằng nghề họ đỏ trên khô đọa không xuống nước. Nãy thời trèo chở hồn bước theo sau, xanh đỏ tím vàng là thuyền mà ngũ sắc vong ngồi cho chắc. Nay kẻo ngã mà vong ơi thận buồm mà xuôi gió một phút tới nơi nghe kinh nhà Phật tử vũ công đông giống nhan là thập cỏ diệu quang
chung nay ngã tích tăng thân cung giảng khi mà phục hoan nghi thân cần Phật thánh chúa là thiên trung vương nghi ca năng là tần giả âm nghi từ bi lớn mận chúng sinh cô ngã là kim kinh lễ ấy lai khai quang đỏ sự tất vô hạn thế thủ hỏa lam tam tôn thánh chúng ấy lai thánh thứ lưu ân rồi thần thứ lưu phúc phúc lưu do giai chủ được thọ diên trường thế kỷ cho con cháu ấy được đời đời khang thịnh con nam mô a di đà phật thế xin được kính thưa vong linh như ổn cổ kính thưa toàn thể các con các cháu cùng với bà con tình làng nghĩa xóm ngày hôm nay còn ngồi tại gia chung thế lúc cụ sống ở trên đời cũng vất vả vì con vì cháu thế cụ chắc là cũng được đi tham quan các cảnh các đền gần xa thế nhưng ngày hôm nay cụ mất không còn thế các con các cháu là đập đàn tràng báo đức báo ân thế để đưa cụ đi tham quan các cảnh các đền để vong linh như còn cụ được mát mẻ tiêu sinh nhé phải rồi ông ơi nhà ông trời sáng lộ thế nào? Nào xin mời A Di Đà Phật lấy mô Phật cụ ơi tiền để mua chầu mua vỏ chứ cụ cảm ơn cụ nhá đấy biết xin mời các bạn đứng dậy nào đấy, các con các cháu đứng dậy chỉ còn chuyến đò đêm ngày hôm nay nữa thôi các con các cháu cố một tí nữa để cùng với ông nái để đưa cụ đi tham quan các cảnh các đền có bảo hai bà quay đò không ấy cụ ơi ngày hôm nay ấy chắc có mấy đồng cho cụ để cụ được đi tham quan các cảnh các đền đấy chắc bé nhưng mà thông minh đấy nhớ là cụ nhớ phù hộ độ trì cho chất nay mai đỗ bằng tiến sĩ tiến phó giáo sư phó tiến sĩ nhá đấy chất gì đấy nhỉ mà nhỉ à chất ngoại à đấy thế là cụ mới được có chất ngoại thôi còn thiếu chất nội phải không bà dâu cả vẫn ngồi cao lắm lắc đầu đấy, không phải đi rồi. Nếu mà không đi được thì thuê não não đi cho anh các con các cháu nữa rồi xin mời một bà ngồi trên này bà dâu cả với bà gái nào hai xin mời chị bà em, dâu chị, cá xuống đây nào chị bố em bố chị đấy ngồi đây quay đồ cho mẹ nhá còn khối cả các cháu nội ngoại gần xa ba bè một bốn bên đấy về đây đấy một tay bà giữ thế ảnh nhé giữ thế ảnh ngồi nào bắt đầu con cháu đâu nội thân bên cha ngoại thân bên mẹ ai mang thân về hầu mang đầu cho mẹ trở tang thì vào cùng với ông ấy nào ở đấy đấy bà cầm dưới bà trên đây bà cứ giữ ảnh đâu nào vào cùng với ông lái đi nào đấy bà quay đi các con các cháu nhá nào bắt đầu đi rồi thế thế nào bắt đầu đi nhá xin mời đâu hết rồi đâu hết rồi thôi được rồi nào bắt còn cháu mày thì làm người đấy nào bắt đầu vào đây rồi tổ quang đi ơi là hoa quang đi đưa mẹ về đưa nay mẹ về 36 cảnh đèn chùa giờ nay mẹ ở vẫn đi dương đi cháu cùng con đi nay đành con đi đò mẹ tới mẹ được nghi ghé vào thăm chùa thuận thì lương nghi sông không nghi mẹ vào cháu con đưa mẹ về mà từ sông không nghi mẹ thằng được đi mẹ ơi cháu con đưa mẹ về đưa mẹ về cái đám đi mẹ ghé mẹ lại vào lên đi trung thành nghề gang nghề thẹp đi bà vào tới thăm chùa phố hương nghi đã có cháu hùng ra trả tiền thì đò mà từ phố hương nghi mẹ thằng đường đi
lại tới mẹ mẹ vào thăm mẹ, thăm mẹ cạnh nhà đèn mẹ phụ liễn đưa mẹ vào. Ba ơi là con đi cháu gần đi xa, hãy thành tâm đi ra trả tiền đi đò đưa cổ lên đi chùa hang cổ tới cổ được đi tới thăm cảnh chùa hang đi xong cổ ngược đi lên đi đèn đi đu đèn chào đèn đuốc cổ được vào và từ đèn đu đèn đuốc thắm chợ mới con đi cùng cháu này đánh đò đi cho mẹ được đi lên Lạng Sơn mẹ vào để thăm mẹ vào từ đèn thăm mẹ thằng con được đi. Ôi mẹ lại đi về đưa mẹ vào tam thanh mẹ đền mẫu mẹ được nghe cháu con đưa mẹ lên mẹ được đi vào tới thăm cao bằng ơi dù con đi ấy là hò khoan mẹ vào chùa mẹ vào chùa để mẹ thăm ơi cạnh mẹ về cao bằng mẹ được thăm cùng con đi nay đành con đi đò đưa mẹ về Bắc Linh mẹ ghé mẹ được đi ghé chùa bổ trăm gian cháu con đưa mẹ vào chùa bổ mẹ vào mẹ về quê hương kinh Bắc năm xưa về từ đây miền quê quán đưa mẹ về hồi an ghé bóng
Ngọc Sơn được nghe rồi lại quay ra đưa ngày mẹ vào thắp cảnh ba sáu phố phường. Ba sáu nơi phố phường nghỉ mẹ ơi cháu cùng con nghe đây đành con nghe đò đưa mẹ về Phú Thọ một chuyến đi mẹ được ghé đền Hùng đây để hùng mẹ về thăm chốn tổ tiên ta rồi mẹ qua làm lễ ngôi chùa chính nga xuôi theo con đường mà ninh bình nhà tăng bái đinh nga chùa bái đinh nga mẹ ghé vào văn ma đưa tay mẹ vào phố cổ tràng an mẹ vào mẹ Sóc Sơn mẹ về. Mẹ về đèn lè sóng ánh đinh ca thẳng đường đi đến đất Thái Nguyên quê nhà đưa mẹ về nơi đây ghé bóng phố cò ghé bóng rồi thẳng đường đi lên sông cùng quê nhà sau con đã đưa mẹ đèn đục giáp mẹ con cháu đưa mẹ vào xong khi mẹ về Vân Dương mẹ đã sống đi mẹ đã sống đi bao tháng ngày qua cháu con đưa mẹ vào đèn mẫu ở Vân Dương mẹ vào các anh gần cho chi cái xa không đo nay bằng cảnh con quê nhà mẹ về chùa nhà là hát lễ mẹ vào làm lễ thắp một tuần nhang độ cho con cháu ở được bình an ngay ở đời bây giờ lấy bây giờ quán cưới mà dỗ quán bây giờ đò đến bến quán lại hòa qua đến đi bên cụ bóc quán quán con Nam Mô A Di Đà Phật đi. Con Nam Mô A Di Đà Phật đò tôi trèo trở đến bến là xong hơi khánh bên đông sang là nhà đi đấy nay đò tôi bằng giấy bán chẳng ai mua nên bán cho người bán tự không được kỳ kèo không được nôi thôi không được trả lại ơi các người đem thuyền ra mà hoa hoa nay áo lục xù Phật đã ban cho bạn đồng hành vũ não ba tiền vòng về coi chúc cho lái tôi xin ra về đồng ra lễ tất nhị bái gia đình gái hai bái này. Xin mời con cháu rước ảnh cho cụ lên nào.